chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Tuấn Dương đang có mặt trên đường 3 tháng 2, phường 7, quận 10. Bây giờ đang là tầm khoảng gần 12 giờ. Thời tiết Sài Gòn những ngày này thì có mưa và thời tiết rất là oi bức. Đây đang là góc đường Nguyễn Kim cắt về đường 3 tháng 2. Đường 3 tháng 2 ngày xưa có tên là đường Trần Quốc Toản, thưa quý vị. Con đường này thì kéo dài từ vòng xoay công trường Dân Chủ tới vòng xoay Bùng Binh Cây Gõ quận 6, tức là nó sẽ đi qua quận 3, quận 10, quận 11 và kết thúc ở khúc quận 6. Cái chỗ trước mặt đây đang là góc đường Nguyễn Lâm, nó đi vào chợ Nguyễn Tri Phương đó. Thì hôm nay Tuấn Dương cùng Sơn hai anh em sẽ đi tới trao tiền cho một cái bé mà học đại học, cái số tiền là 4 triệu đồng, và có thể sẽ có những cái hỏi thăm tìm hiểu về cuộc sống của những em sinh viên. Đây đang là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội Nguyễn Tri Phương, ngay góc đường Ngô Quyền cắt với đường 3 tháng 2 cũ. Mình đi ở phía dưới chắc không có đèn cầu được. Cây cầu vượt bằng thép Nguyễn Tri Phương đây các bạn. Cái cầu này thì nó giải quyết cái phương tiện giao thông đi qua cái nút giao Nguyễn Tri Phương cắt với Thành Thái và đường 3 tháng 2. Đây trước mặt chúng ta đây đang là Ủy ban Nhân dân quận 10 này các bạn. Mình sẽ quẹo vô đường Nguyễn Tri Phương nối dài, bây giờ tên gọi của nó là đường Thành Thái. Ở đó thì có một cái nhà thờ cư xá Đồng Tiến nữa. Bên đây đang là Nguyễn Tri Phương này các bạn này. Đi vào cư xá Đồng Tiến ấy, chắc là số 7 đấy. Ở đây có cái một cái trường thông Diên Hồng, số 11 Thành Thái. Đây, số 9 chính là cái lối đi vô đường đi vô cư xá Đồng Tiến đó các bạn. Đó,
đang quẹo phải là nó đấy. Rồi quẹo phải xong rồi mình sẽ dừng lại để coi cái địa chỉ nha các bạn. Đi thêm chút xíu nữa đi xem. Kiếm chỗ nào mát mát em dừng. Rồi Tuấn Dương sẽ coi cái địa chỉ đã nhá, thưa cô chú anh chị. Đây kiếm cũng hơi khó nha các bạn, vì ở đây là có 4 cái sược 7A, sược 19, xong là sược 1, sược 4. Bảy được 6. Đây có đúng không ta? A ở đây hả? À 7A. Rồi 7A sược 19. 19 bên đâu ta? 1A. Có chuông nhà thờ kia. F 1FA. Lâu F hả? A bên kia thì bên kia thôi. Ừ. Qua đây xem. Thánh số tổ chức 5C. Đây là nó C rồi. Cháu mình phải hỏi đâu. 7A. Tên là 7A trước. 7A nhưng mà xong đó. Hơi khó kiếm nha các bạn. Đây là Rivera Park. Chung cư này cũng mới nha các bạn. Bảy chục năm, bảy chục 19, 7A. Còn khi mình bảo vệ không có vậy. Không không, không bảo vệ không biết, cứ đi thêm xíu nữa đi sao? Đi xem một xíu tới ngã tư hỏi người ta. Mình đi thẳng đi sao? Đi thẳng đi hỏi. Nhà dân nào đấy họ ở đây mình hỏi. 7. Đây hỏi anh. Anh cho em biết là cái 7A là sược 19 là lối nào anh nhỉ? Ở nhà 3 bên trái là 7A. Ở đó là kiểm xe. À rồi rồi, em cảm ơn anh. Đấy, trong này họ đánh số cũng hơi khó cái gì. Đi ở ngoài đường lớn thì chúng ta không nhìn được cái hẻm đâu các bạn, không thấy số 7, nhưng phải đi vào đường cư xá Đồng Tiến thì mới biết. Tìm thì có địa chỉ, kiếm còn khó. Đây, cô bác anh chị nào 15 rồi, 17 rồi. Chính rồi nè. Đây, đây. Đây, 7A, trước 19. Rồi, 19, từ từ xem sược bao nhiêu nữa ra. Sược 1, sược 4. Sược 1 là bên đây này, hình như bên đây đúng không? Chụp
16. Đây trục 7 này, trục 9. Wow, vậy là trục 1 là nó ở ngay ngoài rồi. Ngoài rồi. Vậy nó ở ngoài. Vậy à, trục 19, đây trục 17. Cũng kiếm hơi khó nha các bạn. Vậy trục 1 là nó ngay ngoài. Trục 19 không trục 1 luôn. Trục 1 đâu ra? Trục 1 là sau cái nhà này thôi. 1 là sẽ là bên này. Trục 1 nhưng mà đây là cái hẻm đằng sau rồi. Cái hẻm đằng sau ngay kế cái nhà số 1 này. Bây giờ quên rồi. Tôi giặt ủi đi vô. Trục 1 xong đến trục 4. Em đúng không ta? 471. Đây còn 1 năm nè anh. 1 năm nè. À đây đây rồi, đây rồi. Em đúng rồi. Trục 1, trục 4. Trục 4 đâu ta? 4 chắc bên đây này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đó. Rồi. Để Tuấn Dương gọi em đó nhé. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hôm nay là sáng ngày thứ bảy thì Tuấn Dương có liên lạc với em Trần Thị Diệu Quỳnh, cháu của chú Nguyễn Minh Tuấn. Thì chú có gửi Tuấn Dương một cái số tiền là 4 triệu đồng để giúp đỡ em Diệu Quỳnh đóng học phí trong cái quá trình học đại học. Thì hôm nay Tuấn Dương đi cùng với Sơn miền Tây. Thì Sơn cũng mới một cái chuyến công tác đi giúp đỡ những bà con ở vùng sâu vùng xa. Và hôm nay thì hai anh em cũng đi chung với nhau. Thì Sơn có một kênh YouTube là Sơn miền Tây, chuyên về giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Để mời Sơn giới thiệu chút xíu để bà con cô bác biết. Dạ thưa cô chú anh chị, thì Sơn là có kênh YouTube là Sơn miền Tây. Và Sơn có ý định là đi giúp những cô chú mà khó khăn ở trong vùng sâu vùng xa đó. Thì ước vọng của đó, ước nguyện của Sơn là Sơn muốn làm như vậy. Chứ Sơn không có làm giống như anh Dương ở Sài Gòn. Thì những hoàn cảnh vùng sâu xa thì nhiều cảnh khổ lắm. Nhưng mà Sơn cũng không ngại để đi đường xa đâu. Hãy miễn giúp người là đi tới đâu Sơn cũng đi được. Đó. Cho nên là cô chú là anh chị mà có ủng hộ Sơn cho kênh Sơn. Thì Sơn rất là vui, rất là mừng để giúp được mọi người. Dạ. Cô ba anh chị mình nghe rõ thì Sơn có nói là dù có phải nhảy vào lửa hay vượt qua đại dương bão tố để đến được với những hoàn cảnh khó khăn thì Sơn cũng sẵn sàng, nhưng mà tái bút là nếu trời không mưa thì Sơn mới đi nhá. À thế à? Vậy là mưa vẫn đi nhá, bão vẫn đi nhá. Còn nhảy vào lửa hay là vượt qua đại dương bão tố để đến được với những hoàn cảnh khó khăn thì sao Sơn? Dạ, em nhảy vào lửa có nhảy không? Em nhảy vô lửa, dù người đó giúp được người đó thì em vẫn nhảy. Khoan, đừng nhảy vô lửa. Không, em nhảy. Nhảy. Thôi em phải giữ sức khỏe nhá. Rồi nói vui xíu thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật chính là em Trần Thị Diệu Quỳnh. Anh chào em. Dạ, em chào anh. Em có thể giới thiệu một chút xíu để cho anh cũng như là chú Tuấn rồi các cô bác biết thêm về cái cuộc sống của những bạn sinh viên ở Việt Nam như thế nào được không thưa em? Dạ, chào mọi người ạ. Em là Trần Thị Diệu Quỳnh. Hiện tại là em học ở Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bên quận 5. Thì em hiện tại đang là năm 3 bên ngành kinh tế thương mại tiếng Anh. Thì hiện tại em đang ở trọ bên quận 10. Thì phòng trọ của em sẽ là một tháng là khoảng tầm 2,5 triệu. Em ở với hai chị nữa, với là nếu mà tính thêm điện nước rồi gì nữa thì mỗi người tầm khoảng 1,4 triệu mỗi tháng. Thì đó là kinh phí mà mỗi tháng em phải trang trải. Thì học phí của em là do là trường công thì học phí nó vẫn đỡ hơn, một chỉ thì tầm khoảng là 350, nhưng mà sau mỗi kỳ là nó sẽ tăng khoảng 50 ngàn. Thì hiện tại là đang là 350. Thì em cũng chỉ còn khoảng 2 học kỳ nữa thì đã kết thúc rồi, và em cũng chuẩn bị là sắp ra trường.
Vậy là anh tóm tắt lại chút xíu là hiện nay nếu mà tiền thuê trọ cho một mình, tức là mình ở ghép với nhiều bạn nữa, nhưng mà nếu mà thuê trọ thì một tháng là em nói là 1.4 triệu đúng không? Cả điện và nước. 1.4 triệu cả điện và nước. Còn học phí thì một chỉ là khoảng 350. Một chứng chỉ. Một tín chỉ là 350.000 và nó sẽ tăng khoảng 400.000. Thì một năm học là khoảng bao nhiêu tín chỉ em? Dạ, nếu tùy kỳ, như kỳ này là do dịch đó thì em đăng ký được khoảng 18 chỉ. Nhưng những kỳ trước thì em học tầm 20 tới 25 chỉ một kỳ. 20 cho tới 25 chỉ. Là một học kỳ hay là một năm? Một kỳ ạ. Một kỳ. Một năm là khoảng phải học được trên 45 chỉ thì mới kịp ra trường được. Wow, 45 chỉ, vậy là mỗi một chỉ là 400.000. Vậy là đóng khoảng 16 triệu. Cỡ đó, cỡ là tiền học phí. Còn tiền, vậy hồi nãy em mới nói là cái tiền là tiền ở thôi, chứ còn ăn? Dạ, ăn uống thì do em ở chung với hai chị nữa, thì em nấu ăn thì tầm một tháng khoảng 1 triệu thôi. Khoảng 1 triệu, mỗi ngày 30.000. Vậy còn mình có ăn ở bên ngoài không em? Dạ, nếu mà ăn bên ngoài thì ngày đó em cũng ăn ít, tầm một ngày em ăn khoảng 50.000 thôi. Một ngày 50.000. Nếu mà không nấu ăn. Nếu không nấu ăn, vậy cũng hết sức là tiết kiệm đấy đúng không? Vậy là nếu mà một tháng mà ăn thì là cỡ khoảng 1.5 triệu. Tiền nhà cỡ 1.4 triệu hay gọi 1.5 triệu nữa là 3 triệu. Rồi học phí thì học phí là 16 triệu mà chia cho mấy tháng ta? Học phí là một năm là 2 kỳ á. Một năm 2 kỳ là 32 triệu. Vậy không, học phí là một năm khoảng 16 thôi. 16, vậy là do em học trường công. Còn nếu mà trường tư thì bây giờ tầm một chỉ khoảng 700 mấy. Nếu mà như vậy là 16 triệu mà chia 12 tháng đi thì thôi cứ tính là cỡ khoảng một tháng là cỡ khoảng 1.000.000. Vậy là cái kia là 3 triệu và vào 4 triệu rồi, còn chưa kể đi lại nữa. Như vậy là nếu mà tối thiểu một em thì khoảng từ 4 đến 5 triệu một tháng. Mới nếu mà đều vậy mới có thể học phí thì em nộp một lần, còn tiền tháng thì khoảng 3 triệu là đủ. Tức là học phí thì mình sẽ nộp một lần, còn hàng tháng thì chi tiêu thì 3 triệu là vừa. Vậy thì em ấy, cái nguồn đó thì mình lấy từ đâu? Em tự đi làm hay là có ai cung cấp hay như nào? Kỳ trước là em đi làm thêm thì tháng mẹ cho khoảng 2 triệu. Còn mà mấy kỳ này thì em không đi làm thêm được, do hiện tại là em đang học để kịp tốt nghiệp á. Nên thì ba mẹ sẽ gửi cho em tháng 3 triệu thì em phải tiết kiệm để xài đủ. Vậy thưa em thì bây giờ anh thấy cái 3 triệu đấy thì cũng là một cái số tiền mà nhiều khi ở dưới quê thì cũng là một cái số tiền tương đối lớn á. Thì bây giờ ba mẹ làm cái gì để mình lại có được cái chi phí đó để đi học? Hiện tại là ba mẹ em là ở nhà thì mẹ em cũng có buôn bán đồ ăn sáng, còn ba em thì trồng thanh long với lại anh trai phụ. Thì em với gia đình mình còn có ai đi học đại học nữa hay là có mình em? Anh đầu của em thì đang đi tu ở chủng viện. Còn anh thứ hai là nghỉ học rồi. Em còn tới 4 đứa em. 4 đứa em? Dạ, nhà em tới 7 đứa. Ba mẹ 7 đứa. Trời ơi. Vậy thì cũng gánh nặng quá. Em chịu làm ở đó. Vậy nhà em cái đất đai rộng lắm mà em hay sao? Em ở Phan Thiết, em ở vùng nào em? Em ở chỗ Hàm Thuận Nam mà khúc gần tới trung tâm Phan Thiết đó. Ở Hàm Thuận Nam. Vậy em ấy cái chủ yếu là những cái bạn sinh viên thì bây giờ làm cái gì để mà có thêm cái thu nhập nếu như bản thân em? Dạ, em cũng đi làm thêm rồi thì em nghĩ là như đợt là em có đi phụ quán á, quán ăn giúp người ta buổi sáng hoặc là những cái thời gian mà em rảnh vào buổi tối. Còn có thể là đi dạy thêm nữa. Thì tùy, ví dụ như em học bên sư phạm thì thường là em sẽ đi làm gia sư riêng tại nhà. Một tháng cũng kiếm khoảng được 1 triệu tới 1 triệu rưỡi cho một bé. Nếu mà sư phạm thì chủ yếu là mình đi dạy thêm. Dạ. Thì anh Sơn, anh ấy có thêm một cái nghề này anh tính giới thiệu thì Sơn thì nói cái nghề gì? Anh đang định làm nghỉ học cái nghề cho sinh viên để làm á, làm lông mi. Anh định lãnh cái số đó, cũng số lượng cũng mức trung bình thôi. Anh sẽ chia sẻ cho sinh viên làm. Lời thì ăn, nhưng mà anh nguồn hàng là anh lấy giùm hộ giùm cho mấy em thôi. Chứ không phải là anh lấy lời trong đó.
có thể là một thời gian sau mấy em làm được ổn định thì anh có thể là cho trực tiếp em với người chủ luôn. Tại nguồn hàng thì mấy em không biết, nên thấy ngày này thì mình làm tại nhà, mình không có phải đi ra ngoài buôn chạy ngoài đường, nhiều khi gặp cái chuyện không may ở nhà thì nhiếp kỹ hơn, ổn định hơn, mà cảnh thì mình làm không cảnh thích là làm thích thì để đó. Thì cứ em mấy em mà làm siêng năng thì có thể là thu nhập một ngày cũng có 200-300 ngàn. Nếu mà làm siêng năng giỏi vắng á là một ngày kiếm 200-300 là chuyện bình thường. Để cái lông mi đó người ta có khuôn sẵn hết cho mình, có gấp sẵn luôn, có tóc sẵn cho mình, tóc dính, nói chung là những dụng cụ phụ kiện là họ đưa cho mình tất cả, là chỉ mình ngồi bỏ công mình mày mò. Thì nó có cái khuôn, khuôn nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì với em gấp thẻ vô, gấp thẻ vô thì nó có cái keo dưới đó, xong một đường như vậy là một cái lông mi là hết một đường. Thì nếu mà tụi em làm giỏi vắng đó, một ngày mà tụi em được 200 đường thôi thì cũng phải kiếm được 100-200 ngàn. Mà cái người trẻ trẻ nha má, hiện giờ ta làm á là một ngày ta làm được 300-340 cái. Nhưng mà một cái đặc điểm là các bé này còn đi học nên là chỉ làm, không có làm toàn thời gian được. Dạ đúng, không làm toàn thời gian, nhưng mà cái đó là nó chỉ dành cho những thí sinh viên. Khi nào rảnh thì em tập trung cho làm, còn thì giờ học cứ việc học. Có nghĩa là thích là mình làm, có thể là mình đang làm chủ, thích là làm, không thích để đó. Cái lúc nào mình rảnh mình cứ việc làm, nó không có cái ép thời gian mình là phải bao nhiêu ngày là xong cái đó, hiểu không? Dạ hiểu. Anh định là làm mấy cái vấn đề đó để cho sinh viên làm kiếm thêm về cái mặt kinh tế. Anh giúp chỉ được vậy. Em cảm thấy có quan tâm không? Ở đây cái này cũng tùy thôi. Cũng nếu mà có quan tâm thì sẽ liên lạc với em sau. Đây là giống như là mở ra một cái cơ hội để có thể cho không chỉ riêng em mà các bạn sinh viên khác, nếu mà họ có thể biết thì liên lạc với anh Sơn. Còn thì cái này chắc là cũng chưa thể trả lời ngay được đúng không? Cái gì xin lỗi không sao hết. Đây bây giờ ép em phải làm cái đó. Thì ở đây anh hôm nay anh tới thì trao cái số tiền của chú Tuấn Minh Nguyễn. Em biết người này không? Dạ đây là ông ngoại của em. Ông ngoại về là bố của mẹ. Dạ không, là ông tức là em ruột của bà ngoại ruột của em á. Em ruột của bà ngoại. Thì dạ. Đây ông có gửi cái số tiền này là 4 triệu với em đếm thử giùm anh đi. Em thử. Con là Quỳnh á, con đã nhận được tiền từ chú Tuấn Dương mà như ông đã nhắn tin với con đó. Con cảm ơn ông rất là nhiều vì ông đã giúp đỡ con số tiền này. Vì ông biết ông nhờ cái số tiền này thì con cũng có thể là kỳ này là học phí của con cũng thấp khoảng 5 triệu mấy, thế nhưng mà nó đầy đủ để cho con đóng học phí kỳ này. Con cảm ơn ông nhiều ạ. Rồi thì anh cảm ơn em nhá. Thì cũng anh mong muốn là sau khi mà em học xong ra trường thì có thêm thì có việc làm. Và sau khi mình đi làm thì trước mắt là mình giúp bản thân mình để mình có một cái công ăn việc làm ổn định, rồi mình có thể giúp phụ giúp gia đình, rồi sau này nếu mà rộng nữa thì phụ giúp xã hội. Thì anh cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe nhé. Cái đó thì em cứ về suy nghĩ, nếu mà bạn nào muốn làm thì liên hệ với anh thì anh sẽ làm cho. Tại vì anh thấy là nhiều sinh viên họ đi làm bên ngoài á chắc giả lắm, anh thấy rồi. Có khi là 4-5 giờ chiều anh Dương làm tới 11-12 giờ, mà trong khi đó là con gái nữa đi về rất là khó khăn, rồi nhiều khi chưa kể tới chuyện xấu xảy ra trên xã hội. Thì ở đây là một ý kiến là anh góp ý thôi, còn mấy em mà cứ có cái sự tâm làm thì có thể là anh chỉ dẫn tại chỗ, chỉ dẫn từ chi tiết để cho em làm được một cái sản phẩm đó. Thì anh là một cầu nói để cho mấy em có được một cái thu nhập nào đó để cho cuộc sống mình hàng ngày kiếm thêm về cái cuộc sống của sinh viên anh á. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh cảm ơn em. Rồi thôi giờ mình uống nước đi. Tuấn Dương sẽ tạm dừng video này ở đây, và Tuấn Dương sẽ để cái số Gmail đi, hoặc là điện thoại của Sơn ở dưới để cô bác anh chị mình có thể liên lạc với Sơn. Nếu như mà những cái bạn sinh viên nào có cái quan tâm với Sơn, Sơn đọc số điện thoại không? Dạ, số điện thoại của em là 0902 767770, là đó là số điện thoại của em, là kênh của em là Sơn Miền Tây. Dạ thưa cô chú chị ạ. Cái này chắc chắn đúng không? Làm xong là có tiền, không có sợ là làm xong rồi lại tiền lại bỏ chưa có đúng không? Chưa bán được hay một năm sau mới lấy tiền đó. Hay là khi mà mấy em làm xong sản phẩm, vừa có hàng xong, vừa tiền, vừa đưa sản phẩm sang tay là tiền vô tay liền, là miệng liền chứ không có đợi.
Nhưng mà có một cái nữa là nó còn phải đạt cái tiêu chuẩn như nào chứ, giống như là nó phải đều đẹp, tức là mình phải nghiệm thu nó phải được thì mình mới thanh toán, chứ nhiều khi cắm vào ví dụ như mi lại lưa thưa rồi không có đúng như thế thì ví dụ hàng là lẽ ra một cái hàng là 100 cái mà ông làm cái cụp cái xòe rồi cuối cùng nhìn lên nó xấu thì đâu được, đúng không? Dạ thưa cô chú anh chị, thì Sơn với nghĩa như thế này, nó một cái khuôn sẵn là tóc nó chỉ cắt một cái chừng này thôi, cứ gấp để vô, nó có một cái khuôn ngắn như thế này nè, cứ gấp để vô thôi, nó dính xi măng keo đó thì tự về người ta đưa vô máy, người ta cắt luôn chứ không đợi mình cắt hay là làm đẹp. Còn nếu mà cái cây mà để có hai cây lên gì á, căng cổng chân cái cổng cây cộng dây ngang để cụt tóc vô á, nó cây đứng lên vậy nè, thì cái đó thắt cái đó rất là cực công, nó cực công hơn là cái khuôn nằm dưới. Khi mà cái cây đứng như này nó khó nè, còn cái đầu khuôn nằm ở dưới á là cái miếng keo nằm dưới này, cắt tóc để vô. Thế tôi hy vọng là như thế này, một bữa nào đấy Sơn có thể giới thiệu cái quy trình làm như vậy trên cái video clip gì đó để cho mọi người dễ hình dung. Thì cái đối tượng như nào mà để làm cái nghề này thì Sơn có nói trong cái video clip đó. Rồi thôi, xin chào cả nhà nhá. Rồi xin chào em, rồi chào Sơn nhá. Rồi hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video clip theo. Và tôi xin cảm ơn chú Tống Minh Nguyễn nhá. Rồi bye bye.